Hello, xin chào các anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Quick Review của Hà Nội Computer. Hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người con CK350 V2 đến từ nhà Cooler Master. Nào cùng unbox em nó ra thôi. Ok, như mọi người có thể nhìn thấy thì chiếc bàn phím này đang được bao bọc bởi một lớp nhựa. Lớp nhựa này thì các anh em có thể giữ lại này, bởi vì nó rất là có ích. Về sau nếu mà mọi người không sử dụng bàn phím này nữa thì có thể đặt lại nó lên trên để chống bụi. Thì đây là tất cả những gì mà mình có từ chiếc hộp này. Đây là một sổ hướng dẫn, một key puller rất là quen thuộc. Và nhân vật chính của chúng ta thì ở đây, cái cổng kết nối này được bọc bởi nhựa, chất liệu nhựa, và nó được một đầu được gắn luôn vào đây rồi, nên là mọi người chỉ có cổng USB này để kết nối với cả cây thôi. Ok, nhân vật chính của chúng ta, chiếc bàn phím full size 104 phím. Bên này là các phím phím số, rất là phù hợp với dân văn phòng để gõ số này, để nhập liệu này. Và trên này chúng ta có những chiếc keycap được phủ nhám. Phủ nhám thì nó tạo cảm giác rất là bon tay khi gõ, dùng rất là thích. Và trên này thì là một tấm plate bằng nhôm. Plate bằng nhôm này thì nó có hai đặc điểm là khi anh em dùng vào mùa hè, sờ vào nó rất là mát này, nhưng mà dùng vào mùa đông thì nó lại hơi lạnh một chút. Nhưng mình cũng nghĩ rằng điểm này không có gì là một nhược điểm đâu. Và tất nhiên là với cái tấm plate kim loại như thế này, nó tạo nên một cái cảm giác chắc chắn. Ở cái chỗ này thì không phải là kim loại đâu, cái bề mặt này này là bề mặt nhựa nhám. Nhưng ok, với cái giá thành này thì nó rất là chắc chắn đấy nhở, mình khá là thích. Và cái switch của bàn phím này thì là switch Otemu. Switch Otemu này được sản xuất từ Trung Quốc, thì các anh em biết là chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà tốt bằng switch Cherry nổi tiếng đến từ Đức rồi. Nhưng mà nếu các anh em tìm kiếm bàn phím trong phân khúc giá rẻ thì tội gì mà không thử em nó nhở. Bởi vì mình nghĩ rằng là khi mà mọi người sử dụng quen rồi thì cũng sẽ không sao đâu. Switch Otemu này thì tạo cảm giác gõ rất là êm, cũng là êm, và hành trình gõ thì ngắn. Mình nghĩ là cái anh có gõ nhanh các thứ thì nó dễ dàng nhận được tín hiệu gõ của mọi người thôi. Điểm chung của các bàn phím đến từ nhà Cooler Master thường là có bộ đèn LED RGB tuyệt đẹp, và chúng ta có thể chỉnh ngay trên này với tổ hợp phím FN và F2, F3, F4 để chỉnh màu, F5, F6, F7, F8, F9 để chỉnh chế độ đèn LED. Ở đây thì các bạn nên nhớ rằng là các bạn chỉ có thể chỉnh đèn LED trên ngay tại bàn phím thôi, sẽ không có phần mềm đi kèm đâu. Kết luận lại là mình thấy chiếc bàn phím này hoàn toàn phù hợp với các anh em học sinh, sinh viên, văn phòng và kể cả chơi game cũng được nữa. Và thậm chí này nó còn có giá thành khá là rẻ nữa. Nên là nếu mà mọi người muốn trực tiếp trải nghiệm nó trên tay, hãy đến với các showroom của Hà Nội Computer trên toàn quốc. Sản phẩm này đang được bảo hành 24 tháng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bài review sau nhé. Bye bye.